Silic Kali sản xuất và nhập khẩu 100% từ Úc. Với công nghệ nano và công nghệ sóng điện từ vượt trội và hiện đại nhất thế giới, mạnh gấp 3 đến 4 lần so với các sản phẩm thông thường, cân bằng hàm lượng silic và kali trong cây, giúp quá trình sinh trưởng của cây được tối ưu, giúp cứng cây, chống chịu độ ngã, chống chịu sâu bệnh hại, chống chịu điều kiện bất lợi của môi trường như hạn hán, rét đậm, rét hại, tăng cường phát triển của bộ rễ, giảm hiện tượng vàng lá, cháy lá do xì phèn, tránh tình trạng ngộ độc sắc nhôm, giúp cây mọc thẳng, nên tăng khả năng quang hợp, tăng khả năng hấp thụ đạm và lân, thúc đẩy quá trình ra hoa, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao phẩm chất cây trồng thông qua việc tăng hàm lượng chất bột, đường, làm tăng chất lượng hạt và quả, tăng độ cứng chắc, độ bóng của quả, độ ngọt và màu sắc quả. Một chai này có thể tích là 500ml, anh chị pha được cho 2 phi, phân bón ở dạng dễ hòa tan trong nước, dễ hấp thụ đối với cây trồng. Quý anh chị nên tưới vào giai đoạn trước ra hoa và giai đoạn nuôi trái, nuôi hạt, không tưới khi trái còn quá non. Em hy vọng với dòng sản phẩm Silic Kali này sẽ giúp cho cây trồng của quý anh chị phát triển và đạt năng suất cao ạ. Anh chị hãy nhanh tay đặt hàng hoặc để lại số điện thoại phía dưới phần bình luận để được đội ngũ kỹ sư Dr. Len tư vấn chi tiết nhé.